Sau chuỗi 3 trận không thắng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã gây thất vọng cho người hâm mộ. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Gong Okia thể hiện sự tiếc nuối nhưng vẫn thể hiện lòng tin và sự nỗ lực của đội bóng. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà hàng đấy, thầy trò huấn luyện viên Gong Okia không thể khuất phục được đội bóng Quảng Nam, đội nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 khiến câu lạc bộ Công an Hà Nội có 3 trận liên tiếp không thắng dưới triều đại của huấn luyện viên Gong Okia, hòa 2, thua 1. Hiện tại, đội bóng này tạm xếp thứ tư với 9 điểm sau 6 vòng, nhưng đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ khác một trận. Huấn luyện viên Gong Okia vẫn chưa có được chiến thắng đầu tiên tại V-League. Ông chia sẻ về áp lực trong lần đầu giữ ghế huấn luyện viên trưởng và cam kết mang đến lối chơi cống hiến đẹp cho người hâm mộ. Ông cũng đánh giá cao sự đa năng của cầu thủ Philip Nguyễn và tiết lộ mục tiêu sử dụng các cầu thủ trong nhiều vai trò khác nhau để tối ưu hóa hiệu suất đội hình.